Có hay không, chuyện Mỹ Tâm không bao giờ quay lưng lại khán giả dù là sự kiện lớn hay bé. Mỹ Tâm chưa bao giờ khiến fan hết tự hào, chưa bao giờ quay lưng với fan, nói không với hát nhép. Nghĩ sao mà có thể nói là Mỹ Tâm hát nhép? Mỹ Tâm là một ca sĩ không bao giờ hát nhép. Giọng em ấy hát live cực kỳ chuẩn và rất hay. Sau 20 năm đi hát, Mỹ Tâm vẫn là một trong những nữ ca sĩ đình đám nhất của V-pop. Với lượng fan đông đảo và ở nhiều độ tuổi khác nhau, sức hút của chị đẹp không chỉ đến từ mỗi giọng hát mà còn ở nhân cách của cô. Theo đó, trong một sự kiện âm nhạc, Mỹ Tâm đã khiến nhiều khán giả liêu xiêu khi xuất hiện trên sân khấu cực xinh đẹp. Thế nhưng sau đó, tiết mục của Mỹ Tâm đã nhận về khá nghi vấn việc cô hát nhép sau khi đường hình và đường tiếng bị cho là không khớp với nhau. Ngay lập tức, nam ca sĩ Vũ Hà đã lên tiếng giải đáp nghi vấn về đoạn clip đó. Anh cho biết, sau khi theo dõi và đọc được một số bình luận của các bạn trẻ, các em nhỏ cho rằng Mỹ Tâm hát nhép khiến anh buộc lòng phải lên tiếng. Nghĩ sao có thể nói Mỹ Tâm hát nhép? Làm nghề 30 năm rồi, ca sĩ nào hát nhép, ca sĩ nào hát chồng hay hát không tốt thì em đều biết. Nên khi nghe nói Mỹ Tâm hát nhép là tôi nổi điên rồi, tôi không thể chịu nổi. Nam nghệ sĩ còn khẳng định Mỹ Tâm nói không với hát nhép, nhưng ai đã từng nghe cô nàng hát live thì sẽ biết giọng hát của cô như thế nào. Chia sẻ của Vũ Hà nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả. Đa số ý kiến cho rằng Mỹ Tâm hầu như chưa bao giờ hát nhép trên sân khấu. Nhiều bạn còn đào lại những đoạn clip nàng họa mi tóc nâu chính là đội trưởng đội chống hát nhép khi cô sẵn sàng cho dừng nhạc khi nghe thấy phần nhạc thu sẵn được mở lên và thay vào đó là một beat nhạc không lời khác. Chính vì cái tâm này mà suốt mấy chục năm qua, cô vẫn là nữ ca sĩ được yêu thích bậc nhất làng nhạc Việt. Chẳng những vậy, cô còn có một tật xấu nhưng lại được khen hết lời, đó là thói quen đi giật lùi và không bao giờ quay lưng lại với khán giả mỗi khi kết thúc phần trình diễn của mình theo đúng nghĩa đen. Theo đó, với những ai là fan Mỹ Tâm hay theo dõi chặng đường ca hát của nữ ca sĩ, có thể biết được thói quen mỗi khi kết thúc phần biểu diễn trên sân khấu là luôn đi lùi vào trong phía cánh gà. Mỹ Tâm không quay lưng lại để đi vào trong luôn mà đi lùi, miệng nở nụ cười và liên tục vẫy tay chào khán giả, đến khi nào khuất phía sau cánh gà mới thôi. Đây có lẽ là một truyền thống mà chính cô chưa bao giờ quên mỗi khi biểu diễn xong. Từ các đêm nhạc lớn nhỏ của bản thân đến những sự kiện, các đại nhạc hội, lễ trao giải, tất cả đều có thể thấy hành động đầy khiêm nhường và đáng trân trọng ấy của cô. Chỉ là một hành động không quay lưng lại với khán giả, lùi chậm về phía sau cũng đủ chứng tỏ sự tinh tế của Mỹ Tâm, là một bài học cho rất nhiều nghệ sĩ trẻ. Qua đó có thể thấy hơn 20 năm đi hát, Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ Việt rất hiếm vướng ồn ào từ mọi khía cạnh. Mỹ Tâm gọi fan của mình là tri âm, những cảm xúc đồng điệu về tâm hồn và âm nhạc. Những người bạn tri kỷ có thể đồng hành cùng nhau thời gian dài hoặc mới đây. Giọng ca gốc Đà Nẵng hiểu được sự ủng hộ của fan dành cho mình quanh hành trình dài ca hát và luôn thể hiện sự biết ơn những hành động đó bằng âm nhạc chất lượng và những hành động cụ thể. Chắc chắn ngoài Mỹ Tâm, V-pop nói riêng và showbiz Việt nói chung có rất nhiều nghệ sĩ dành tình yêu và sự trân trọng cho người hâm mộ của mình. Vì hơn ai hết họ hiểu rằng với người hoạt động nghệ thuật, sự ủng hộ yêu mến từ fan chân chính là điều rất quan trọng. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về hành động của Mỹ Tâm? Hãy để lại cảm nhận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.